Với sự công nhận rộng rãi và xuất hiện càng nhiều trong văn hóa đại chúng, thể thao điện tử đã không là gì đó xa lạ với cộng đồng và cũng dần trở thành một lĩnh vực sinh lợi nhuận dồi dào. Các hệ sinh thái eSports liên tục được thành lập ngày một nhiều với chất lượng càng được nâng cao, thu hút một lượng lớn người hâm mộ cũng như chứng tỏ vị thế của một thể thao thời đại mới này. Nếu ví các giải đấu là một hệ thống, một cỗ máy đưa thể thao điện tử đến với những thành công mới, cột mốc mới, thì các tổ chức, các đội tuyển eSports chính là những chi tiết, những mắt xích để cỗ máy đó, hệ thống đó được vận hành một cách trơn tru. Tuy nhiên, cũng như nhiều lĩnh vực khác, tiềm lực tài chính là yếu tố vô cùng quan trọng để duy trì hoạt động của một cá thể. Và các đội eSports cũng như thế. Cho dù có đạt được bao nhiêu thành tích tiền thưởng tại các giải đấu cấp quốc gia rồi quốc tế, họ cũng không thể chỉ dựa vào đó mà tự chủ tài chính, chi trả cho các khoản phí đắt đỏ của một đội tuyển thể thao điện tử. Họ cần phải có những nguồn thu khác để vận hành cả một hệ thống, từ vài chục cho đến vài trăm con người, cùng vô số trang thiết bị điện tử như thế. Vậy thì các đội eSports kiếm tiền như thế nào? Các khoản lợi nhuận họ có được là từ đâu? Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, năm 2019, Richard Wells, người sáng lập S2K Gaming, đã tiết lộ đội tuyển Liên minh Huyền thoại của mình đã phải chi hơn 2,2 triệu đô la để duy trì hoạt động và thừa nhận rằng việc đầu tư một đội tuyển trong LEC không phải là một món hời. Còn tại Việt Nam, để vận hành một đội eSports ở hạng đấu chuyên nghiệp cao nhất, 150 đến 300 triệu đồng một tháng là mức phí được đưa ra. Trong đó có gần một nửa số tiền này là lương của các tuyển thủ. Nhưng nếu đội tuyển đó có những ngôi sao thì mức phí sẽ còn tăng lên rất nhiều. Nói như vậy là để thấy eSports chuyên nghiệp cũng là một canh bạc đầy mê rủi mà các đội tuyển không thể chỉ dựa vào thành tích thi đấu mà có thể duy trì các hoạt động thể thao điện tử của mình. Các tổ chức eSports vì thế mà cũng tự tìm kiếm cơ hội và mở rộng nhiều hoạt động khác nhau để sinh lợi nhuận, bù vào những khoản chi khổng lồ cũng như bồi dưỡng, phát triển đội tuyển. Hợp đồng tài trợ. Đây chính là một trong những nguồn lực chính để vận hành một đội tuyển hay một tổ chức eSports. Việc kiếm được cho mình những bệ phóng kim tiền, những công ty giàu có hậu thuẫn là yêu cầu tiên quyết của một đội tuyển eSports nếu muốn duy trì hoạt động trong một thời gian dài. Tùy thuộc vào danh tiếng và năng lực của đội, mà số lượng cũng như chất lượng các bản hợp đồng họ kiếm về sẽ có giá trị. Chia sẻ với Zing, Hoàng luôn cho rằng nguồn tiền từ nhà tài trợ hoặc quảng cáo rất quan trọng, không chỉ về mặt kinh tế mà còn phản ánh giá trị thương hiệu của đội. Thế nên có thể nói rằng danh tiếng của một đội eSports tỷ lệ thuận với hợp đồng tài trợ họ có được. Năm 2019, tại vòng gỡ vốn Serie B, Cloud9 đã thành công trong việc thuyết phục hàng loạt nhà tài trợ như Valor Equity Partners, True Bridge Capital Partners, Reimagine Ventures và Classdoor phải mất hầu bao tới 50 triệu đô la. Còn tại Việt Nam, vào tháng 5 năm 2021, NRG eSports, một trong 10 tổ chức thể thao điện tử lớn nhất thế giới, hợp tác với CMG Asia, hoàn tất thương vụ mua lại GAM. Để thương hiệu của mình đồng hành cùng những đội tuyển danh tiếng sẽ giúp cho công việc quảng bá vô cùng thuận lợi và thậm chí là kiếm về một lượng khách hàng không nhỏ từ fandom của đội tuyển đó. Thế nhưng các nhà đầu tư luôn đặt tiêu chí rất cao về sự bảo chứng cho thành tích và danh vọng trên trường châu lục, nên tiềm lực của các nhà tài trợ là rất lớn, nhưng các đội tuyển cần phải nỗ lực rất nhiều để cải thiện thành tích thi đấu mới có thể bán duyên được. Streaming và sáng tạo nội dung giải trí. Đặc thù của eSports là các trò chơi được rất nhiều người ưa thích, nhất là với những đối tượng trẻ tuổi. Vì vậy mà phát triển các kênh truyền thông của riêng mình cũng như hợp tác với các nền tảng trực tuyến cũng là một cách kiếm chắc không tồi, và đặc biệt là một trong những cách nhanh nhất để nâng tầm thương hiệu, danh tiếng của một đội eSports. Thêm vào đó, các khoản donate cũng được xem là mỏ vàng cho các streamer khi có không ít fan cứng sẵn sàng chia ra số tiền vài triệu đến vài chục triệu đồng để ủng hộ thần tượng của mình. Và mảng streaming cũng không còn là điều gì xa lạ với người hâm mộ khi đã có nhiều tổ chức eSports trên thế giới và cả Việt Nam có hẳn một phân khúc hoạt động stream gaming. Bên cạnh đó, với các tuyển thủ chỉ có thể tham gia mảng này trong khoảng thời gian nghỉ giữa các giải đấu mà còn phải gắn thêm lịch tập luyện dày đặc để duy trì phong độ. Nhiều tổ chức eSports thậm chí đã chiêu dụ các streamer đình đám về đầu quân cho đội ngũ streamer của mình. Ví dụ như FaZe Clan có những streamer thuộc hàng top trên nền tảng Twitch như A Baby Bay, Agony, Curry, hay những Valkyra, Courage JD và Yasuo thuộc về nhà 100 Twitch. Còn tại Việt Nam, chúng ta phải nhắc đến SPTC. Họ là tổ chức đã có một lượng fan có thể nói là đông nhất Việt Nam trước khi dấn thân vào eSports chuyên nghiệp thông qua các buổi stream, các video trên YouTube, Nono Live. Dưới sự bao bọc và dẫn dắt của cánh chim đầu đàn ba rọi béo, SPTC với những No Way, Minayon, Kiss trở thành hệ sinh thái eSports và streaming hàng đầu Việt Nam. Mức lương thưởng khi tham gia các giải đấu. Các giải đấu thể thao điện tử ngoài đem lại vinh quang cho đội tuyển còn có một mức phí đãi ngộ nhất định dành cho các đội tham gia. Tùy vào cấp độ và danh tiếng của giải đấu mà mức thưởng này sẽ được nâng lên. Bên cạnh tiền thưởng cho các đội giành giải, một khoản tiền ăn chia trích ra từ tiền tài trợ
hợp đồng bản quyền phát sóng, tiền bán vé cũng được ban tổ chức gửi đến từng đội tham dự. Tuy rằng đây không phải là con số đủ lớn bù cho những chi phí vận hành của một đội tuyển eSports, nhưng được xem là mức phí trà nước cho huấn luyện viên và các tuyển thủ khi tham gia một giải đấu. Còn với mức tiền thưởng, con số này cũng tăng qua từng năm, chạm những mốc kỷ lục. Cùng với vinh quang mà nó mang lại đã trở thành ước mơ của tất cả các tuyển thủ eSports. Đơn cử như giải đấu Dota 2, The International 2021 có tổng mức tiền thưởng lên tới 40 triệu đô la, trở thành giải đấu eSports có tổng giải thưởng cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, đây không thể là nguồn thu liên tục để duy trì hoạt động của một đội tuyển, bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào phong độ và đẳng cấp của các tuyển thủ. Cùng với đó là sự may mắn khi chinh chiến. Chỉ hào quang danh vọng mới là thứ giá trị bền vững sau khi kết thúc giải đấu. Sản phẩm ăn theo. Khi đã có được danh tiếng trong lĩnh vực sở trường, nhiều đội tuyển eSports đã nhạy bén tận dụng thương hiệu của mình để kinh doanh các sản phẩm với chủ đề là chính đội tuyển chủ quản, vừa thuận lợi cho công tác PR lại vừa có thêm một nguồn kinh tế không tồi. Điều này không chỉ làm phấn khích các fan mà còn là một sự lựa chọn thú vị trên thị trường cho các khách hàng trung lập hoặc những người thích sưu tầm. Thành công nhất trong công cuộc lấn sân này phải nhắc đến Ahern Retail, khi nhãn hàng thời trang của tổ chức này được tạo dựng tiếng vang với các sản phẩm như áo hoodie, mũ lưỡi trai, áo thun hay quần jogger. Tại Kinh Đô eSports Hàn Quốc, sau chiếc vô địch LCK mùa xuân 2020, T1 cùng với Nike đã tung ra hai mẫu áo thun bắt mắt và nhanh chóng cháy hàng chỉ sau 2 tiếng mở bán. Còn tại Việt Nam, người hâm mộ cũng phát cuồng khi hai mẫu áo đấu của GAM và SPTC được đưa vào kinh doanh rộng rãi. Thực tế rằng, tầm nhìn chiến lược và óc sáng tạo của mỗi người là khác nhau, nên cách để kiếm về những khoản lợi nhuận nhằm duy trì hoạt động và vận hành trơn tru một tổ chức, một đội eSports cũng rất phong phú đa dạng. Danh sách trên đây vẫn chưa phải là tất cả những nguồn thu nhập mà các team eSports có thể kiếm được. Nhìn chung, tiềm lực tài chính của một đội tuyển thể thao điện tử phụ thuộc rất nhiều vào hợp đồng từ nhà tài trợ. Chỉ duy nhất nguồn thu này là bền vững, đủ sức duy trì hoạt động của cả đội. Thế nhưng, đó là điều mà hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa được thấy quá nhiều vì những lý do có cả khách quan lẫn chủ quan, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của mặt bằng chung thể thao điện tử nước nhà. Đa số các đội tuyển eSports đều không thể tự mình cân đối thu chi, nên để có thể đưa cả đội đi lên, kéo theo sự phát triển của cả một nền eSports, rất cần đến sự nhìn nhận, ủng hộ của những nhãn hàng, những nhà tài trợ. Dù có mơ mộng danh hiệu, đưa tập thể đi đến vinh quang như thế nào, vấn đề đầu tiên vẫn là tiền đâu. Vậy nên, sự ủng hộ chấp thuận, hỗ trợ tới từ cộng đồng, nhà tài trợ sẽ chính là bệ phóng mạnh mẽ để thể thao điện tử Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung bay cao, bay xa, đạt được nhiều thành công hơn nữa.